Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn của mình gặp phá cái đầu tiên nha. Chung quét TV show, let's go. Rồi mình sẽ tua ngược lại thế này. Xong lại bước hình khác nào. Ok. Let's go. Let's go. Rồi, mình sẽ bắt anh chàng này dậy. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ hai, Seven Dragon. Let's go. Ok. Level 75. Let's go. Rồi level 16. Cái này thì mình sẽ chọn đây đi. Đây có một đôi giày rất là đẹp, chọn cái này nào. Wow, rất là xinh đẹp luôn. Wow, taxi đi. Wow, taxi là thua. Thế thì dùng điện thoại. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice Cream 2. Let's go. Rồi
Rồi trong game này các bạn phải hóa thân là một anh chàng bạn của cô gái này. Và cô ta bị ông Icream bắt mất. Sau đó thì các bạn phải đi tìm cách và giải cứu cô ta thoát khỏi ông ta. Đây ông ta đánh rơi một cái map bản đồ. Và cô ta đang bị rớt trong này. Stop. Rồi let's go. Sẽ dùng cái món đồ này ném vào thẳng người vào người ông ta. Okay, let's go. Jade, help me out of here. Không có gì đâu. Secrets. Ok, đây là tấm vé này các bạn vào trong ngôi nhà này. Thì mình sẽ vào trong căn phòng này và trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Let's go. Cất cái này vào trong xe luôn. Toàn dành cho mèo. Let's go. Mình sẽ cất luôn vào trong xe. Không muốn ta đâu rồi. Xuống đây nào. Mình sẽ mở cái này ra. Ok, let's go.
Chưa đâu, ông ta phát hiện ra mình, tiếng của mình. Bây giờ mình phải chạy nhanh. Let's go. Oh my god. Ném vào ông ta không được. Wow. Ok, đây là một chiếc chìa khóa để các bạn thoát khỏi đây. Ok, let's go. Đây là hộp thức ăn cho mèo, mình sẽ để đây và mình sẽ bắt con mèo này. What will the ice cream? Ông ta chưa có ở đây. Nhưng ông ta trong này. Chuẩn luôn. Let's go. Jay, help. What will the ice cream maker want from me? Rồi ok, mình sẽ vào đây và lấy chiếc chìa khóa và cứu thoát cô gái này, thoát khỏi ông ta. Let's go. Jay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Zombie Tsunami. Let's go. Wow, có cả khủng long đi cơ.
Wow, của nó ăn cả người luôn. Wow. Rồi mình sẽ vào lại xem. Zombie, tsunami. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5, Granny Chapter 2. Let's go. Developer. Play. Let's go. One day. Ok, mình sẽ mở những cái này ra xem có gì không.
Đây là một khẩu súng bắn điện. Wow. Oh my god, giật mình. Wow. Rồi, mình sẽ lấy chiếc chìa khóa của ông ta. Ok, bỏ những cái này vào trong đây. Ở đây thì có hai cách trốn. Cách thứ nhất đó là các bạn phải mở chìa khóa ở cánh cửa kia. Và cách thứ hai là các bạn đi bằng máy bay. Let's go. Mình sẽ tháo ống nước ở đây. Oh my god, bị nó cắn đi luôn. Hay là chỉ ngất thôi. Ờ, chỉ ngất thôi. Ngã mất mấy giây. Ok. Nhưng mà vẫn bị què chân. Wow, những què lê luôn. Mình sẽ phải cầm khẩu súng này. Okay, let's go. Let's go. Okay.
Oh my gosh. Bà ta đứng ngay sau lưng mình. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Scary Teacher 3D. Let's go. To give my students a very special Easter surprise this year. Always be my favorite show. Okay, một lọ sơn. Rồi mình sẽ xem vào ta đi đâu. Vào ta ra ngoài. And to top it off, the grand reveal will blow everyone's mind at the party tonight. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Fight S. Ok, let's go. Wow, mình sẽ mua một xe đỏ này, ok. Rất là đẹp luôn. Như vật đã. Một thành phố rất là đẹp. Và một đường đua khá là đẹp luôn. Như là loại đối thủ dần dần.
chuẩn luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Màu trắng đây. Lễ hái tử thần. Chương nghiệp thôi. Ồ, cái lễ hái này không ăn thua mấy. Nhưng sao? Anh ta lại rồi. Oh my god. Ok. Thắng rất là đơn giản thôi. Các bạn ủi cho anh ta xuống dưới biển là các bạn hoàn thành được game luôn, không cần phải đánh chết. Ok. Tiếp tục vào. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Vít sơ gôn. Một ông bác sĩ. Sang lại, cho anh ta xuống dưới đi. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Shadow 5-3.
Ok, let's go. Lần này thì mình sẽ solo vai đây. Ok. Mình sẽ đánh chuông. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình gặp phá tập kênh tiếp theo nha. Granny Chapter 1. Let's go. Đây là mình cơ. Rồi mình sẽ đi lại. Dưa. Đây có một chiếc kim. Oh my god, bị bắt rồi. Wow, wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái đối theo. Tank Hero. Oh,
người level 5, một người level 4 và mình là người thấp nhất level 3. Nhưng sao mình sẽ tiêu diệt họ. Hai chàng này đổi cho nhau. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.